nước đẹp. Thôi đáp ở đây đi nha mọi người. Chào mọi người, mình nghỉ mấy hôm rồi mới đi câu lại các bạn ơi. Hôm nay thì trời có vẻ nắng tốt ấy. Nước thì vẫn bình thường thôi, không lớn mà nó cũng không nhỏ đâu. Hôm nay thì mình có đi câu, có cần câu mới nha các bạn. Mình mới về được mấy cây cần như thế này à, để mình lấy khoe các bạn nha. Đây, đó, bữa nay mình mang theo hai cây nha. Thì đây là người ta gọi là cây cần cắm gốc các bạn. Nó chỉ có một đoạn gốc, một đoạn chui cần và một cái đoạn thân thôi. Thì khi mà mình cắm vô mình xài thôi thì cái độ chắc chắn của nó sẽ cao hơn những cái cần hai khúc bình thường nha mọi người. Đó, cây này 600 cành 600 cành cho một cái cây cần câu. Thì cái cần này chuyên để câu trên thuyền, câu bè, câu biển các bạn. Nhưng mà mình nghĩ câu sông, câu suối cũng được các bạn. Tại vì nó cũng không phải là nó bạo lực, nó cứng cáp quá các bạn ơi. À, câu suối cũng được nha. Coi nè, xuống đời không? Bữa nay mà cần xịn như này mà không có trái sung để ngâm thử thực tiết á. Bữa nay mình câu trùng đỡ nha mọi người. Rồi, hôm nay mình đi kiếm trái sung mãi không ra. Còn cái mồi trùng thì khỏi nói luôn, toàn mồi trùng xịn không nè. Đó, trùng tự đào trong rẫy các bạn. Trùng dai, dai nhách luôn. Câu thì khỏi sợ cá rỉa. Đây, ra cần nha mọi người. Đúng là cần câu bè, câu biển kìa. Rồi. Ui, nước xoáy dữ ta. Nước xoáy quá. Rồi rồi. Rồi, mọi người theo dõi nha. Rồi, cái đầu cần nó quá trời khoen luôn bạn. Cây này tổng cộng là 11 khoen nha. Ra thêm một cần nha mọi người, chưa nghe động tĩnh gì hết. Rồi, chỗ này hơi sâu đấy, không cạn đâu. Ui, có. Mày vui. Trời, ui, sướng. Khai cần nha các bạn ơi, con đầu tiên luôn. Ui, cá lăng. Ui, cần này nó cái độ dẻo nó có câu sướng các bạn ơi. Đó. Con đầu tiên nè. Đó, sướng không? Chưa kéo cá bự chưa biết sao thôi chứ mà thấy ok đấy. Rồi, một con nha các bạn, cá lăng đuôi đỏ nè. Ok, vô giỏ nha. Nó ăn sao mà cái mồi còn y luôn, hay thiệt. Rồi thả lại nha mọi người. Wow, sâu đấy. Hóa giật nữa. Ủa, giật các bạn, cá giật đó chứ không phải nước đào đâu. Ê, ở trong hốc này mình cũng đầu tư một cần nha, mình ngâm nha. Đó. Rồi. Ok. Đánh ba cần thôi mọi người, chỗ này nó cũng hơi hẹp rồi, ba cần thôi. Quay đây, có, đây. Đâu rồi? Giật các bạn ơi, đó. Giật nhẹ. Đây. Còn không biết nữa, đây. Ui, dính gì vậy? Rồi, có. Có. Ui, nó còn rút các bạn, nó còn rút như này nè. Ui, dướng cái gì rồi? Rút. Ui, trời. Đâu rồi?
Trời nghi lắm mà trong bụi này thì dễ vướng đó các bạn ơi. Đứt khẻo luôn rồi. Đứt lưỡi luôn các bạn ơi. Mất con cá nữa chứ. Trời đất. Không quăng gì đó nữa đâu. Còn nó dính cá cũng chả lấy được. Dính cái gì đó. Quay. Có. Dính vô. Rồi. Ây da, lên. Dướng nữa trời ơi. Rồi dướng nữa các bạn ơi. Trời ơi. Hai con chỗ này luôn. Trước này nó có cái gì đây nè. Ui còn nhé. Còn giật nữa mà. Đó, giật lại. Đó. Kéo cho đứt cái lưỡi kia luôn. Ây da. Còn. Đó, giật nè. Đó, còn giật nữa mà. Đó. Lên. Chạch. Ba, cái chạch các bạn ơi. Dưới này nó có cái bụi tre hay cái gì nó vướng á. Ôi mình giọt luôn á, câu vướng cái à. Quăng ra ngoài không ăn, quăng ở trong thì vướng. Ôi con này hên nha mọi người, con này chưa nuốt lưỡi nè. Con này hên nè. Ôi rớt bây giờ. Nó chưa nuốt lưỡi mà nó cũng không sảy nha. Để cho nó bình tĩnh lại. Khi mà mình đụng cho nó một cái là bắt đầu nó xù gai lên bạn. Chạch này nhiều chỗ người ta kêu chạch gai mà. Các bạn thấy cái hàng gai không nè. Hàng gai trên lưng nè. Cực kỳ sắc luôn. Đó. Mình mặc được một con. Ui, đau lắm. Cho vỏ nha. Mình đang chèo thuyền thì thấy một con chim. Không biết các bạn biết cái con này không? Đâu rồi? Đây. Mình ngồi cách nó khoảng 3 mét các bạn ơi. Mấy bạn biết con chim này chim gì không? Đây là cái con chim cú mũi các bạn. Nó nằm im mà mình lại gần nó cũng không bay đâu. Chừng nào mình đi tới ngay vị trí của nó mới bay đi. Mà nó bay nó cũng chả bay xa đâu. Con này nó dạng lắm. Chim cú mũi nha mọi người. Đó. Chim cú lên bờ ngồi các bạn ơi. Đi vòng vòng mấy chỗ vướng quá. Đi lên bờ ngồi nha. Đi từ nãy giờ nó vướng câu quá các bạn ơi. Bây giờ quyết định là vô bờ ngồi luôn cái bãi này hôm bữa. Mình với Hiếu dọn nè. Bữa nay vô ngồi ha. Bữa trước cũng ngồi dọn mà câu không có. Hai con. Hai bé sáng giờ á mọi người. Thấy không? Giờ ngồi đây câu tới lúc về luôn nha, không có đi nữa. Đi vòng vòng nó thả câu nó bị vướng lum á. Rồi mình thả câu nha. Úi giật kìa. Con gì đây? Con gì? À cá sát các bạn ơi. Mình thả cần tay nè. Vừa xuống thả cần tay liền lụm luôn các bạn. Cá sát. Cá sát cũng nuốt lưỡi nữa trời. Quánh ra giữa luôn nha mọi người ơi. Rồi. Đó. Cái ụ gõ này cắm cần ngon ghê. Rồi.
Rồi mình trộn tí cám câu nha các bạn. Câu trùng thấy nó rỉa không à, bực quá. Trộn cám coi sao nha. Thì vẫn cái công thức cũ thôi, mình cám tanh với trứng vịt với lại nước sting đó mọi người, hai bịch luôn nha. Nãy giờ các bạn ơi, nửa tiếng rồi, nhỏ rồi, trời một xíu rồi, nó giật ngon lành luôn. Đi mồi bự mà dính cá hay quải không các bạn ơi. Rồi bây giờ cám nó cũng nở rồi đó, mình lấy cám mình câu nha. Đang đứng quan mồi cám, mồi cá nhỏ mà chú rất cần luôn rồi, cá nhỏ mà chú rất cần luôn rồi, xuống xuống xuống, để mình thả mồi cám đấy nha, nè, ngâm riết cũng có cá ăn các bạn ơi, con này cũng bằng cầm tay nhá, có giật đỡ buồn quá. Ngồi đâu mà nó rỉa cái gì vừa cái không có dính không à. Rồi con nha. Trên trời thì mây đen nè mọi người. Mà sao không có cục mây nào nó lên che mặt trời lại nắng quá. Con này cũng đang giật nè. Có này. Giật giật nhẹ 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 không, mình đánh mồi lớn không á mà vài cá nhỏ ăn các bạn ơi. Ui giật giật. Khó không ta? Ui, đi chết thử nha. Ui khó gì mà. Có gì mà một con nữa, một con nữa nha. Đó, quánh mồi lớn rồi, cá nhỏ nó ăn nuốt lưỡi không à. Ủa con câu cám nó run kìa các bạn. Đó u trời sắp mưa rồi các bạn ơi, mây đen không à. Thì câu như thế này nếu mà mình đi dạng cơm gạo á, từ ngồi sáng chiều thì chắc chắn sẽ có cá ăn. Săn hàng thì bây giờ chắc phải chờ cơn mưa xuống để thay đổi tình hình nha. Hai cục cám này đó, thả tiếp. Ủa giật sướng các bạn ơi. Kiểm tra nha. Có. Con mè dẫm. Mè dẫm các bạn ơi. Bánh trùng hổ. Im cây. Tí nữa mình giật mạnh quá là bay luôn cái mỏ đó rồi. Một con nữa nha mọi người. Trùng hổ có dẫn ăn nè. Cám nó cũng giật mấy phát rồi mà chưa sóc được. Chưa thấy dính.
cái trái này nhiều ghê các bạn ơi. Đây, trái này mình thấy chim nó ăn nè. Chim nó ăn á, ngọt ngọt các bạn. Chim ăn được chắc là người cũng ăn được nha. Ngồi từ nãy giờ mà đói bụng chết. Đây, có trái nè, thử nha. Nó ngọt các bạn ơi. Nó ngọt với lại nó mát mát trong trong cổ họng sao á. Đã ghê. Ý, quy, quy. Cái cần nhỏ nè. Đi một con nữa nè. Tưởng đâu hết ăn rồi chứ. Đây mọi người. Tưởng đâu là hết ăn rồi. Ngon ngon. Thôi chắc mình ngưng tại đây các bạn ơi. Thời tiết nó khó chịu quá. Mình đói bụng quá rồi. Cũng được mớ cá mang về đây. Tí nữa về bãi cái mình khoe mọi người nha. Bây giờ gom đồ đi về cái. Đây nắng quá mình đổ cá ra nó yếu. Đi về á, treo qua cái đoạn cửa suối kia kìa, treo không nổi. Phải nắm cái dây lên mà hơi đừ luôn á. Sắp tới mình sẽ có một cái thuyền thuyền máy nha, mình không phải vất vả như thế. Rồi. Cũng có cá mang về các bạn ơi. Đây, con lăng này ngon nhất đây. Hai con dảnh nữa nè. Con này nãy mình để lên thuyền dãy đầm luôn. Cá chạch. Chạch lấu nha. Rồi, như đây về là có bữa cơm rồi. Đó, ngon không? Như đây về đủ ăn bữa các bạn. Bữa giờ không có trái sung, thành ra không có đi săn cá bự được. Săn cá bự chủ yếu bánh trái sung, bánh trùng, mấy con cá nhỏ nhỏ nó ăn hết trơn. Đâu còn đợi chờ cá lớn được. Đó, dảnh, hai con dảnh cũng bự. Rồi, thôi, sang về nhé. Bây giờ chèo về bến, chưa tới nữa. Xin chào mọi người nha, cảm ơn mọi người theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người sáng nha.